cơm cơm bản đã trở về với một châu tô năm nay, một bộ châu tô đến rất sớm với thành phố tuyệt vọng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đặc biệt hơn, buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cháy hết mình cho một đêm thật đặc biệt, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị hãy khẩn trương trở về với trung tâm của ngã tám thành phố tuyệt vọng. Khi quên khi đây không chẳng đi đây đâu, nhưng vẫn yêu người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Tell me, 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 t